Thì rất mong cô chú anh chị xem kênh Nghĩa Hà TV, bấm đăng ký kênh ủng hộ em. Em sẽ cập nhật tin tức cho chị Thung Nữ để chia sẻ với quý cô chú anh chị trong những video tiếp theo ạ. Xin chào tất cả cô chú anh chị. Buổi chiều ngày hôm nay thì em quay trở lại đây thăm chị Thung Nữ. Ủa mà chị, cái cổ chị bị gì vậy? Bị bú cổ á. Rồi giờ bệnh á, bác sĩ nói làm sao? Bác sĩ nói là bú lành mà bây giờ có thuốc uống là nó teo luôn. Rồi chị có thuốc uống chưa? Dạ chưa. Thuốc uống là thuốc gì vậy? Thì bác sĩ nói thuốc bú cổ á, thiếu thuốc mà chuyên trị về bú á. Nhưng mà mình có cần vô bệnh viện không? Dạ chứ phải có, tại vì bệnh viện mà chuyên về ung bú á là mình có thuốc đó trị. Vậy hả? Mà bệnh viện thì có thuốc á. Mình rồi trong Long An mình có bệnh viện đó không? Tỉnh Long An á hả? Dạ. Hình như tỉnh Long An không có. Mình đi xuống giặt thành phố á. Trung tâm ung bú ở dưới thành phố á mới có. Dạ. Dạ. Để bữa nào em rảnh thì em chở chị đi khám bệnh nha. Dạ. Chứ để vậy rồi mà chị bị lâu chưa? Bị nay cỡ 20 năm. 20 năm luôn á. Dạ. Hả? Mới đầu nhỏ xíu à. Rồi từ cái nó lớn lên nó vậy. Rồi chị bị vậy rồi có bị nghẹt thanh quản không? Không, mình thấy tại vì nó không có nghẹt ở trong mà nó phì ra ngoài. Vậy hả? Dạ, nó phì ra ngoài nên bác sĩ nghĩ, theo mình nghĩ là bác sĩ nói là muốn cường giáp là nó ở ngoài. Nó dạ. Ngoài chứ nó không có luồn vô thịt mình. Dạ. Dạ. Rồi ví dụ mà có nghe là tiền thuốc nó mắc không chị? Mắc á, thuốc nó mắc tiền lắm á. Chứ không phải thuốc đó rẻ tiền đâu. Vậy hả? Dạ. Thuốc đó là thuốc đặc trị mà, thì mắc tiền lắm. Rồi mỗi tháng thôi uống hoài vậy hả? Dạ. Rồi mà chị có giấy hộ nghèo gì không? Rồi chị có chứng minh gì không? Có hả? Dạ. Mà có nhưng mà mình cũng biết là mấy trái bình bát đó nè, ta trị mèo á, lấy mấy trái bình bát mình nướng nhỏ nhỏ, mình lăn nó cũng teo nữa. Dạ. Dạ. Nhưng mà chị để sưng vậy rồi chị có bị ảnh hưởng gì không? Không, mình không thấy gì á. Có đau không? Dạ không. Có nhức không? Không. Rồi có bị hành sốt không? Không, ít lắm. Mình chỉ sốt hành là lúc mà mình bị dầm mưa vậy đó, dầm mưa thì mình có bị thôi chứ còn bình thường không có bị. Dạ. Yeah. Không có bị hành sốt vậy đó. Nó giống như bú mỡ mình, hôm mình nghĩ là bú hơi. Lúc mà thường thường mình để ý, lúc mà nóng lên cái nó phì lên vậy, mà trời nắng càng nắng nó càng phì lên, còn hả trời mát cái lặng mất tiêu à. Dạ. Yeah. Mình để ý mấy lần luôn á. Đấy, mình cho nên mình thấy hơi cởi, không ảnh hưởng gì thôi. Cũng không muốn đi khám đâu mà sao ai nhìn thấy cũng bự á. Mà mình thì có lúc nghe nhẹ hiều à. Tại vì một phần là chị cũng ốm á. Yeah. Xương chị nhiều nên là những cái phần mà bú nó sẽ nổi ra nhiều hơn. Yeah. Còn khi mà chị mập á thì cái cổ của chị nó sẽ dày. Yeah. Và cái lượng mỡ nó sẽ đóng hai bên và cái nó sẽ che cục bú lại. Yeah, đúng rồi. Cho nên chắc nghĩ là thì mình mắc cái bệnh bún này hình như bà chị mình cũng bị nữa. Dạ. Rất mong cô chú anh chị xem kênh Nghĩa Hà TV, bấm đăng ký kênh ủng hộ em. Em sẽ cập nhật tin tức cho chị Thung Nữ để chia sẻ với quý cô chú anh chị trong những video tiếp theo. Và xin hẹn gặp lại. Chúc cô chú anh chị được nhiều sức khỏe và được nhiều thành công trong cuộc sống.